cơ quan chức năng Lâm Đồng đang xác minh thông tin có hổ xuất hiện tại một lô cao su sát rừng ở huyện Bảo Lâm. Trước đó, khi làm việc tại diện tích rừng do công ty cổ phần cao su Bảo Lâm quản lý thuộc địa bàn xã Lộc Bảo, công nhân gặp loài động vật hoang dã có lông màu xám, hình thù giống hổ nên đã trình báo với đơn vị và cơ quan chức năng. Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm phối hợp với đơn vị liên quan và công nhân này kiểm tra hiện trường, phát hiện một số dấu chân, nhưng do trời mưa nên chưa xác định được dấu chân của loài động vật nào. Tại vị trí có cây cỏ bị đè xẹp nghi là chỗ nằm nghỉ của loài thú này, cơ quan chức năng phát hiện và thu thập một số mẫu lông và đang tiến hành xác minh làm rõ. Theo một lãnh đạo chi cục kiểm lâm Lâm Đồng, khu vực này từng có hổ sinh sống nhưng hơn 30 năm nay không thấy tái xuất hiện.